sắp đến ngày thi rồi, con sợ lắm bà. Con phải tự tin lên chứ. Bà ơi, hay là ba đến gặp thầy chủ nhiệm, ba bảo với thầy là cho con không đi thi đợt này được không ba? Con không dám nói với thầy đâu, con sợ lắm bà. Bài tin cá đấy à cậu? Không phải. Thầy chào các em. Chúng em chào thầy ạ. Hôm nay thầy thông báo cho các em một tin vui. Vừa rồi trường mình thi vẽ, rất vinh dự, lớp mình được bầu ra hai bạn đi vẽ cấp toàn thành phố. Đó là Masa và Sushi. Yeah. Masa làm sao đấy em ơi? Thầy ơi, em hơi cảm thấy sợ thầy ạ. Em không phải sợ đâu, em phải tự tin lên chứ. Thầy nghĩ em đủ sức để đoạt giải cuộc thi này đấy. Thầy ơi, em có làm được không thầy? Thầy nghĩ là em làm được, em phải tự tin lên nhá. Tại sao bạn Sushi có thể tự tin được như thế thầy nhỉ? Ừ, thế thì em phải học bạn Sushi đấy. Dạ, vì bạn ấy vẽ kém hơn em một chút nhưng bạn ấy rất là tự tin. Dạ vâng ạ. Thôi các em về đi. Về em sẽ cố gắng ạ, ôn thật nhiều. Cậu ơi, về báo cho bố mẹ đi nhá, chuẩn bị đồ đi nhá. Mẹ chăm bố mẹ vui. Con được về đây. Về đi. Để chào các em. Chúng em chào thầy ạ. Mình đang cố gắng phải tô thật đẹp mới được. Sắp đến ngày thi đến nơi rồi. Mà sao ơi? Ba, con chào ba. Ba chào con, thế tình hình sắp đi thi vẽ này con vẽ cái gì rồi? Ba ơi, con cố gắng lắm, con cũng vẽ được đây này ba này. Rất nhiều bút. À đây ba xem nào, để ba xem nào. Ba ơi. Ôi xinh thế nhở? Đúng rồi. Con vẽ đẹp quá. Đây ạ, à, đây là ngày 20 tháng 11 đấy ba. Con tặng hoa cô đấy. Ba ơi, nhưng thực sự sắp đến ngày thi rồi, con sợ lắm ba. Con phải tự tin lên chứ. Bà ơi, hay là ba đến gặp thầy chủ nhiệm, ba bảo với thầy là cho con không đi thi đợt này được không ba? Con không dám nói với thầy đâu, con sợ lắm ba. Con gái này. Dạ. Những bức tranh này ba thấy là con vẽ rất là tốt. Con phải tự tin lên. Ba tin ở khả năng của con mà. Bà ơi, liệu con có làm được không ba? Ba nghĩ là con sẽ làm được, bởi vì là ở lớp ấy, con vẽ nhỉnh hơn bạn Sushi một chút nhưng bạn Sushi rất là tự tin. Dạ. Thế con phải cố gắng lên nhé. Ba tin tưởng con gái của ba sẽ làm được. Đây này, bức tranh con vẽ rất là đẹp luôn. Màu sắc sặc sỡ cực kỳ. Bởi vì á, ba biết không, thầy bảo là đi thi toàn thành phố, có rất nhiều trường đến, có rất nhiều bạn lạ, nên là con cảm thấy hơi căng thẳng ba. Thôi con ạ, con tự tin lên nhé. Dạ. Ba tin con gái làm được mà. Vâng, ba ơi con cảm ơn ba. Ừ, con cố gắng lên con vâng nhé. Vâng ạ, con cảm thấy tự tin hơn rất nhiều ba. Con sẽ cố gắng ba. Chào ba. À, ba chào cháu. Ba chào. Cô xin sang để hai bạn cùng vẽ à? Vâng ạ. Tớ sao cậu căng thẳng vậy? Bởi vì tớ hơi lo sợ một chút. Mình đi thi với rất nhiều bạn nên là mình cũng hơi căng thẳng một tí ấy. Không sao đâu. Để cô tưởng tượng là mấy bạn ấy giống như mình đi thi ấy. Xong rồi mình sẽ kiếm một dạng về để cho trường mình nhất phố luôn. Được không? À đứa mình cũng nhận cố gắng nhé. Ừ, vẽ đi. Cậu sẽ vẽ cái gì? Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.